Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 2.250 tỷ tập cần Blend Bitcoin nha bạn. Thì chương trình góp này nó chỉ cần đúng cho 2.250 winner may mắn nha các bạn. Đến từ sàn Bitmax. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click cho phần link mô tả dưới video của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Bitmax nha các bạn. Sau đó thì các bạn nhấp vào link sự kiện nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn like nha các bạn. Các bạn giúp dẫn cho tôi quyết tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Rồi bạn thử quyết đây nè, các bạn gõ A cộng là hiện những người bạn của tất cả bạn. Sau đó các bạn follow Bitmax Agent nè, các bạn bắt up đây nè. Follow Bitcoin Protocol nè, các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn like nè, các bạn bắt up đây nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào cái link form này nha các bạn. Sau khi bạn nhấp vào link form này xong thì What is your name Bitmax? Rồi dòng đầu tiên các bạn thì địa chỉ email các bạn đăng ký trên sàn Bitmax nha các bạn. Dòng thứ hai thì bạn điền là username tại Twitter của các bạn nè. Rồi nó có follow tại Twitter không bạn, giờ đây chấp nhận điều khoản hết nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra thông tin một lần nữa có hoàn toàn chính xác không, nếu hoàn toàn chính xác hết các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án đến từ sàn Bitmax đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.